Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với Emmy điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Bruno Fernandes thống trị kỳ chuyển nhượng mùa đông ở ngoại hạng Anh. Solskjaer đã có một hàng tiền vệ bất khả chiến bại. Tại sao MU nói không với chuyển nhượng đông 2021 và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Gạch tên Pogba, Solskjaer đã có một hàng tiền vệ bất khả chiến bại. Vào đêm qua, Manchester United đã có màn vùi dập Southampton đến 9 bàn không gỡ, một tỷ số mà có lẽ những cổ động viên trung thành nhất của Quỷ Đỏ cũng khó mà lường trước được. Với kết quả này, không chỉ củng cố ngôi đầu bảng mà đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer còn cân bằng được hiệu số bàn thắng bại với Liverpool. Ngoại trừ Greenwood, toàn bộ tiền đạo được Solskjaer tung vào sân đều ghi tên mình lên bảng tỷ số trong chiến thắng trước Southampton. Cần biết, đây cũng là lần đầu tiên Man United ghi hơn 2 bàn trong một trận đấu tại Premier League kể từ màn hủy diệt Leeds United. Tất nhiên, để hàng công thỏa sức bùng nổ, cũng phải dành lời khen ngợi cho những cầu thủ chơi thấp của Quỷ Đỏ, mà cụ thể hơn là bộ đôi Scott McTominay và Fred. Bên cạnh bàn thắng nâng tỷ số lên 7-0, Scott McTominay còn có một màn trình diễn rất ấn tượng về mặt phòng ngự. Theo Statman Duff, tiền vệ người Scotland có đến 7 lần thu hồi bóng, đạt tỷ lệ tắc bóng thành công và tranh chấp bóng bổng thành công lên đến 100%. Còn Fred, who score chỉ ra rằng anh có số lần tắc bóng và số đường truyền dài thành công nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân vào đêm qua. Trước Southampton, Solskjaer quyết định để Pogba nghỉ ngơi và thay vào đó là bộ ba Fred, McTominay, Bruno Fernandes trong tuyến giữa. Với kết quả đạt được, có thể thấy Solskjaer đã thành công với cách bố trí hàng tiền vệ này. Nhưng trên thực tế thì đây không phải là lần đầu. Tại Premier League mùa này, đã có 6 lần Solskjaer đã gạch tên Pogba và sử dụng bộ đôi Fred, McTominay ở trung tâm hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-2-3-1. Và kết quả mà Man United gặt hái được trong những trận đấu đó ắt hẳn sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể, họ thắng 4, hòa 2 để thủng lưới tới 6 bàn và ghi được 24 bàn thắng. Tất nhiên, đẳng cấp của Pogba là không thể phủ nhận. Nhưng vấn đề khiến Man United thăng hoa lại nằm ở việc Bruno Fernandes được mặc sức sáng tạo ở vị trí cao nhất trong hàng tiền vệ. Bởi ngay dưới anh đã có hai cỗ máy pressing không ngần ngại lao vào bất kỳ đối thủ nào. Hơn nữa, vắng mặt Pogba nghĩa là Bruno Fernandes được thoải mái đảm nhiệm vai trò playmaker của mình và không cần san sẻ bóng với bất kỳ cầu thủ nào khác. Thực tế, ngoại trừ trận hòa không bàn thắng với Chelsea thì Bruno Fernandes luôn tỏa sáng mỗi khi vắng mặt Pogba và được bao bọc bởi McTominay và Fred. Cụ thể, trong 5 trận đấu còn lại, tiền vệ người Bồ Đào Nha bùng nổ mạnh mẽ và đóng góp ít nhất một bàn thắng và một đường kiến tạo cho Man United. Có thể thấy, nếu Pogba rời đi trong mùa hè tới, Solskjaer cũng không cần phải quá lo ngại vì ông đang sở hữu một hàng tiền vệ giữa bất khả chiến bại. Bruno Fernandes thống trị kỳ chuyển nhượng mùa đông ở ngoại hạng Anh. Không một cái tên nào xuất sắc hơn ảo thuật gia của MU khi BBC Sport đưa ra cuộc bình chọn xem ai là bản hợp đồng tốt nhất thị trường chuyển nhượng mùa đông ở ngoại hạng Anh. Đã một năm kể từ khi Bruno Fernandes đặt chân đến Premier League và ký hợp đồng với Manchester United. Sự xuất hiện của ảo thuật gia người Bồ Đào Nha đã một tay thay đổi vận mệnh của câu lạc bộ lớn nhất nước Anh. Trước khi Fernandes gia nhập MU từ Sporting Lisbon với giá 47 triệu bảng vào kỳ chuyển nhượng mùa đông mùa giải trước, Quỷ Đỏ đã phải trải qua những thất bại liên tiếp và đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, kém đội đứng đầu khi đó và đương kim vô địch hiện giờ là Liverpool tới 30 điểm. Từ thời điểm đó chứng kiến sự lột xác đáng kinh ngạc của đội chủ sân Old Trafford để giờ đây, đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer đang tự tin cạnh tranh ngôi vô địch với gã hàng xóm Man City. Trong 53 trận đấu đã qua của Bruno Fernandes dưới màu áo đỏ, tiền vệ 26 tuổi ghi đến 28 bàn thắng cùng với 18 đường kiến tạo thành bàn, giúp cho anh là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ngoại hạng Anh giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất 4 tháng liên tiếp. Bởi vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi biết Bruno Fernandes đã được bầu là bản hợp đồng trong tháng riêng vĩ đại nhất lịch sử ngoại hạng Anh, theo một cuộc bình chọn từ các cổ động viên được lập ra bởi BBC Sport. Fernandes đã giành được số phiếu bầu áp đảo lên đến 31% của BBC, đánh bại trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool, người chỉ giành được hơn 1/4 phiếu bầu. Một huyền thoại của Man United cũng lọt vào top 5 là Nemanja Vidic, trung vệ thép người Serbia đứng thứ 3 trong danh sách với 15% phiếu bầu, trong khi một cựu Quỷ Đỏ khác là Patrick Evra cũng nằm trong top 10, chứng tỏ khả năng mua sắm đỉnh cao của MU ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tại sao Man United nói không với kỳ chuyển nhượng mùa đông 2021? Được liên kết với hàng loạt cái tên ở tháng riêng này, tuy nhiên Quỷ Đỏ vẫn im hơi lặng tiếng và khiến cổ động viên cảm thấy hoang mang. Đầu tiên, thông điệp từ Edward Watt. Như mọi năm, Manchester United vẫn tỏ ra chậm chạp ở kỳ chuyển nhượng mùa hè và tốn khá nhiều thời gian để ổn định lực lượng trước khi bước vào mùa giải mới. Phải đến giai đoạn cuối chợ hè 2020 vừa qua, MU mới công bố những bản hợp đồng mới của mình. Dù vậy, chỉ có hai cái tên trong số đó thực sự có thể đóng góp được nhiều cho đội hình chủ sân Old Trafford.
Đầu tiên là Donny van de Beek, ngôi sao hậu công giúp huấn luyện viên Solskjaer có thêm nhiều sự lựa chọn khi nửa đỏ thành Manchester phải thi đấu trên nhiều mặt trận khác nhau. Trong trường hợp Bruno Fernandes, Scott McTominay hoặc Fred không thể ra sân, cựu sao Ajax Amsterdam sẽ là lựa chọn lý tưởng khi có thể đá ở vị trí số 6, số 8 lẫn số 10. Ngoài ra, Solskjaer từng thừa nhận, ban lãnh đạo chỉ thị rằng quỷ đỏ sẽ không quá tập trung vào phiên chợ đông và chỉ thực sự hành động trong trường hợp cấp bách. Đó là lý do vì sao Manchester United đã không mang về thêm bất kỳ cái tên nào, bất chấp việc từng ở khá gần những nhân tố trẻ vô cùng triển vọng như Moise Caicedo hay trung vệ Facundo Medina. Thứ hai, niềm tin của Ole Gunnar Solskjaer. Không chỉ riêng gì thông điệp từ phó chủ tịch Edward Watt, bản thân chiến lược gia người Na Uy cũng thực sự tin tưởng vào những cái tên mình đang sở hữu trong tay. Tuy không thực sự hiệu quả, tuy nhiên, mỗi vị trí của MU đều có ít nhất hai cầu thủ để luân phiên thi đấu ở nhiều đấu trường khác nhau. Ở vai trò trung vệ, quỷ đỏ có Harry Maguire, Victor Lindelof, Eric Bailly cùng Ansel Tonzebe. Trong khi đó, Alex Telles là cặp đôi được lựa chọn ở cánh trái với vị trí hậu vệ phải. Huấn luyện viên Solskjaer thậm chí có thể triệu tập Ethan Led để chia lửa với Wan-Bissaka bất cứ lúc nào. Trên hàng công, những cái tên như Marcus Rashford, Anthony Martial, Edinson Cavani và Greenwood có thể san sẻ trách nhiệm trên hàng công. Ngoài ra, việc một số cầu thủ như Luxor, Eric Bailly hay Edinson Cavani phát huy tối đa giá trị của mình đã giúp nửa đỏ thành Manchester tiết kiệm một khoản tiền lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2021 này. Thậm chí, trong bài trả lời phỏng vấn trước trận gặp Southampton, Solskjaer còn thừa nhận rằng ông ấy rất hy vọng Phil Jones sẽ trở lại. Thứ ba, chờ những vụ nổ. Người ta tin rằng sở dĩ MU im hơi lặng tiếng trong tháng riêng là để chờ đợi thời cơ kinh nổ bom tấn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2021. Giới truyền thông tiết lộ cả Jules Koundé, Dayot Upamecano và thậm chí là Ibrahima Konate đều lọt vào tầm ngắm của quỷ đỏ. Bộ ba người Pháp đều đã sẵn sàng ra đi sau khi mùa giải 2020-21 này khép lại. Đó là câu chuyện ở hàng phòng ngự. Trên hàng công, đội chủ sân Old Trafford vừa đưa thêm một ngôi sao của Sporting Lisbon vào tầm ngắm, đó là Pedro Goncalves. Cầu thủ 22 tuổi là mục tiêu hàng đầu của nửa đỏ thành Manchester sau khi thương vụ Jadon Sancho rơi vào bế tắc. Sau 19 trận ra sân ở mùa này, ngôi sao 22 tuổi đã ghi 12 bàn và 3 pha kiến tạo. Ngoài ra, một trung phong đẳng cấp có thể là kế hoạch khác của huấn luyện viên Solskjaer. Tuy vẫn đặt niềm tin vào Anthony Martial và Marcus Rashford, thế nhưng MU vẫn cần bổ sung nhân sự khi Edinson Cavani sắp bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Ngoài ra, chiều sâu đội hình luôn là yếu tố mà một câu lạc bộ cần phải đảm bảo khi phải thi đấu trên nhiều mặt trận. Huấn luyện viên Southampton thừa nhận quỷ đỏ mạnh nhất ngoại hạng Anh. Sau khi trận đấu giữa MU và Southampton khép lại, huấn luyện viên Ralf Hasenhüttl của đội khách đã phải lên tiếng thừa nhận rằng đây là một màn vùi dập quá khủng khiếp dành cho Southampton. Tuy nhiên, thất bại này dù cùng kết quả nhưng lại khác cách Southampton nhận thất bại 0-9 trước Leicester City mùa giải năm ngoái. Man United đã cân bằng kỷ lục được thiết lập dưới triều đại huấn luyện viên Sir Alex Ferguson. Đó là chiến thắng 9-0 của quỷ đỏ trước Ipswich Town vào năm 1995. Tại ngoại hạng Anh, một đội bóng khác cũng làm được điều tương tự là Leicester City vào tháng 10 năm 2019. Thật tình cờ, bầy cáo cũng có chiến thắng hủy diệt trước chính Southampton. Việc cầu thủ trẻ Alexander Zakwenwit bị đuổi khỏi sân ngay ở phút thứ 2 của trận đấu đã giúp MU tạo ra một trận cầu áp đảo và khiến Southampton liên tục nhận những bàn thua. Đội chủ nhà đã có một ngày thi đấu không hề nương tay trước đối thủ và họ đã ghi thêm tới 3 bàn sau tấm thẻ đỏ ở phút 86 của Jan Benarek. Với 9 người còn lại trên sân, sau khi trận đấu khép lại, huấn luyện viên Hasenhüttl có lý do để đổ lỗi cho thất bại này. Tuy nhiên, thuyền trưởng Southampton đã thừa nhận đội bóng của mình xứng đáng thua và đây là một trận cầu tồi tệ dành cho họ. Còn nhớ, sau trận thua 0-9 trên sân nhà trong Leicester City mùa trước, Southampton đã kịp bừng tỉnh và nhanh chóng thoát khỏi khu vực xuống hạng ở vị trí thứ 11 chung cuộc. Tình thế của họ lúc này là rất khác khi đang khởi đầu tương đối ấn tượng tại ngoại hạng Anh cùng mùa giải năm nay. Thế nhưng, kết quả này được cho là sẽ khiến Southampton sụp đổ thay vì hồi sinh như mùa giải năm ngoái. Chúng tôi lại thua một cách kinh hoàng. Vâng, một lần nữa, câu chuyện tương tự lặp lại, một người bị đuổi và 90 phút rất dài ở Premier. Tôi không thể giúp học trò của mình từ bên ngoài vào đường biên, tôi không có lựa chọn thay thế, không có cầu thủ nào đủ khả năng xoay chuyển cục diện trên băng ghế dự bị, không ai phòng ngự tốt hơn cả. Huấn luyện viên Ralf Hasenhüttl cay đắng chia sẻ, chúng tôi đã chơi một mùa giải tốt kể từ đầu mùa và đang ở một vị trí tương đối ổn. Đội bóng lúc này đã khác so với thời điểm thất bại trước Leicester City mùa trước. Đó là lý do mọi người nên chờ xem mùa giải sẽ kết thúc như thế nào với Southampton. Huấn luyện viên Hasenhüttl từ chối đổ lỗi cho Zakwenwit, cầu thủ trẻ lần đầu ra sân tại ngoại hạng Anh và đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay ở phút thứ 2 sau pha vào bóng thô bạo với McTominay. Tôi có thể phàn nàn về điều gì? Một cậu bé lần đầu chơi ở Premier League, cậu ấy biết mình đã mắc sai lầm lớn và chúng tôi phải trả giá về điều đó, huấn luyện viên Hasenhüttl bảo vệ học trò.
Các bàn thắng, đặc biệt là 5 bàn thắng cuối cùng là quá dễ dàng, sau khi chúng tôi phải nhận tới 4 bàn thua. Thế nhưng, chúng ta nên hiểu rằng đội bóng của tôi đã thủng lưới trước một đội bóng mạnh nhất giải đấu. Chúng tôi từng có những kết quả tuyệt vời ở đây, nhưng bây giờ là một trận thua tồi tệ. Đó là đội bóng đã đánh bại Liverpool một tháng trước. Không thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì, tôi nghĩ vậy. Nhà cầm quân người Áo kết luận. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.